Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2016, ngày mai là Noel. Tôi xin kính chúc quý vị ngày lễ Noel vui vẻ và năm mới 2017 an khang thịnh vượng. Hôm nay tôi xin tiếp tục câu chuyện của Orden Black Hawk. Trước khi mở đầu, tôi xin mạn phép bữa nay tôi nói về trang 253, 253, Black Hawk. Gọi là phi vụ cuối cùng. Chapter 5, The Last Mission. Của Tông Lee và Pilot. Tôi xin bắt đầu. Phi vụ cuối cùng, the last mission, air mission, the last one, trong sách Black Hawk. Ngày 5 tháng 4 năm 1975, còn 25 ngày nữa sẽ thành 30 tháng 4. Đang ngủ say trong phòng trực chiến, chúng tôi giật mình thức giấc vì những trái đạn pháo kích đầu tiên trong ngày của việc cộng. Có tiếng cầu nhàu chửi thề vì bị phá giày giấc ngủ ngon. Có kẻ kéo lại chiếc mền xô lệch, chùm bó người như một đòn trả, tiếp tục du cơn ngủ nướng. Pháo kích chỉ là chuyện thường tình đối với giới lính tráng. Một lịch sử 4.000 năm chiến tranh, từ đánh Tàu, Tây, Nhật, rồi Cộng sản đã sinh ra trong máu người dân Việt Nam một loại kháng tố. Bục tiếng chung điện thoại gieo inh ỏi như bị dí một điếu xì gà đang cháy đỏ vào chân. Tôi nhảy chồm phía điện thoại, chỉ có tiếng gọi của nhiệm vụ mới đủ sức chấn áp cơn buồn ngủ và cơn da lạnh day dứt da thịt buổi sáng. Alo, Lý Tống nghe đây. Chào Hitler. Có người lại gọi tôi là Sạc Lô vì bộ râu của tôi. Rất tiếc đã quấy rầy bạn quá sớm. Bạn cho một phi tuần cất cánh ngay. Chi tiết nhận sau trên tần số phòng giao. Ok, rõ. Tôi đánh thức Võ Nguyên Bá, người được mệnh danh sát quân, tức là giết quân. Các bạn đều sợ bay chung với bá, và họ có lý do chính đáng. Sau phi vụ trở về một mình, để lại xác người wingman trên trận địa, bá đã dẫn hai wingman khác bay close formation đâm đầu vào núi chết, không còn tìm thấy chút thịt da. Bá thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, bay trở về Biên Hòa. Phi cơ hết xăng, đốt ngoài đảo phi đạo trong buổi chiều rông gió cuồng loạn.
phi đoàn chuyển bá qua phi đội bay test, vì mọi người đều từ chối bay chung với bá. Trận chiến càng ngày càng ác liệt, sự thiếu hụt phi công trở nên trầm trọng. Tôi tình nguyện dẫn bá đi, tôi tự tin và tôi muốn giúp bá vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần. Chúng tôi chạy vội ra phi cơ, giày chưa kịp cột dây, áo bay còn banh ngực. Xin tạm một phút. Chúng tôi chạy vội ra phi cơ, giày chưa kịp cột dây, áo bay còn banh ngực. Tôi cua vội tay trên mặt cockpit lấy ít sương sớm rửa mặt cho tỉnh táo, không còn bị ràng buộc bởi quy tắc an phi trong giờ phút khẩn cấp. Phi cơ phóng nhanh trên taxiway vừa quẹo vào runway, phi cơ gần đạt tốc độ cất cánh. Tôi nhận đủ các chi tiết khi vừa nghiêng cánh chào phi trường, phi cơ quan sát chưa cất cánh kịp. Vị trí đặt súng pháo kích im tiếng đã lâu. Công tác chuyển sang đánh sập ba chiếc cầu ở Cam Ranh để chặn đường tiến quân của Việt Cộng. Nha Trang thất thủ hai ngày trước và Việt Cộng chuẩn bị đánh Phan Rang. Thật lạ lùng, ngay chính những nhà khí tượng chuyên nghiệp cũng ngạc nhiên vì sự chuyển biến thời tiết quá đột ngột. Mây mù giăng khắp bầu trời làm trở ngại hoạt động của không quân. Những người duy linh nghĩ rằng trời buồn và khóc cho số phận nhân dân miền Nam. Riêng tôi khẳng định Việt Cộng đang sử dụng vũ khí hóa học để làm mây nhân tạo thay đổi thời tiết. Chuyện không có. Chúng tôi bay trên những tầng mây trùng điệp chờ phi cơ L-19 và là quan sát. Tôi bực mình nghe câu báo cáo đầu tiên, phòng không kinh khủng quá. Tôi buột miệng chửi thề, không cưỡng được. Đúng mẹ, các chú lạnh cảnh sớm thế. Tôi ra lệnh cho bá bay cover tại chỗ, rồi trượt cánh xuyên mây xuống thẳng vị trí báo cáo có nhiều phòng không, bay trên ngọn cỏ. Dưới ngọn cây là sở trường của tôi. Tôi làm hai cái low passes trên phi đạo Cam Ranh, nơi được chiếc L-19 ghi nhận là hiểm nghèo nhất. Đâu? Phòng không đâu? Bạn thấy tôi không? Dám bình tĩnh chút xíu chứ? Và để trừng phạt, tôi tống hết ga, bất thình lình chui từ dưới bụng chiếc L-19 phóng vụt qua mặt để hai ống phản lực với một luồng turbulence dữ dội cách windshield chừng vài thước. Trò đùa giỡn này tuyệt đối cấm, vì có thể làm phi cơ bạn bị stall, một tai nạn nguy hiểm. Tôi bắt đầu trở về mục tiêu chuẩn bị đánh bom, ra lệnh cho bá tiếp tục ở chờ trên mây, vì nếu bắt bá xuống dưới trần mây 1.500 feet đánh bom là điều đau khổ nhất cho bá. Những hình ảnh chết chóc thê thảm đã đóng một dấu ấn quá sâu đậm vào đầu óc bá. Trong cặp mắt bá, nỗi kinh hoàng vẫn còn phảng phất chưa nguôi. Sau khi đánh xong, tôi sẽ cho bá xuống làm một pass, thế là ổn. Đồng bào di tản chạy quá đông trên đường, trên cầu. Tôi không thể vô trách nhiệm đánh bừa để gây thiệt hại cho dân chúng. Tôi làm low pass đầu tiên 50 feet để báo hiệu. Tiếp tục đến low pass thứ ba, mọi người mới hoàn toàn tránh xa khỏi mục tiêu. Một số phòng không 12 ly 7, 4.7mm, 23mm, 23 ly, 37 ly, 37mm bắn rải rác đây đó. Tôi chẳng quan tâm vì tôi biết rõ khả năng và tinh thần của pháo thủ cao xạ Việt Cộng. Những xích sắt khóa chân không thể nâng cao được tài nghệ và sự can đảm. Tôi lấy cao độ để biểu diễn một pha ngoạn mục đầu tiên,
thật hoàn toàn bất ngờ. Tiếng nổ tàn bạo dữ dội của một trái hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 Surface Air 7 Missile Heat Seeking đã cắt đứt đôi phi cơ Split this airplane into two tại ống thoát của phản lực. Phần thân và đuôi tan nát, rơi lả tả những chiếc lá vàng. Cockpit quay cuồng lồng lộn, những đụi khói và tiếng réo sôi giận dữ của lửa. Một lực G, gravity, lực G, force G quá lớn, dán chặt thân thể tôi vào ghế ngồi. Tôi dồn hết tàn lực di chuyển bàn tay phải về chiếc cò, bấm nhảy dù. Hình chữ D đặt dưới cạnh bàn chân. Như một lực sĩ vất vả, cố ép một lò xo quá cứng. Ngoài khả năng mình, tôi chuyển động bàn tay. Sức nóng của trận bão lửa được kích thích hỏa pháo. Trong hệ thống ghế nhảy dù tự động, phóng tôi ra ngoài, chưa kịp cảm giác được lực 12G, phóng ghế lại và sức xô bật ra khỏi ghế. Bỗng nhiên tôi thấy mình lơ lửng, đông đưa giữa trời, trong tiếng gào rú của trận cuồng phong. Đằng xa, mặt biển thấp thoáng bạt ngàn, chưa kịp điều chỉnh thân người, sau 4 năm lượt đưa vòng, tôi đáp nguyên cả cánh sườn phải xuống đất vì nhảy dù ở cao độ quá thấp. Vội vã luồn tay, chân ra khỏi các sợi dây an toàn thay vì mở khóa, tôi bắt đầu chạy về hướng an toàn rậm rạp. Trên đường chạy, bỗng nhiên tôi liên tưởng đến Alain Delon, đến Charles Bronson, tài tử Mỹ. Tôi mường tượng thấy họ đang chạy trốn trong các đoạn phim săn đuổi hồi hộp. Tôi cảm thấy mình chạy khác kỹ thuật đóng phim của họ. Tôi có cần phải kho mình về phía trước, chán nhăn xếp, hẳn vết suy tư, mắt đảo ngược xuôi để quan sát tình hình. Tôi chợt mỉm cười vì sự so sánh liên tưởng và vì ý nghĩ khôi hài của mình. Tôi vẫn giữ cái dáng chạy lòng khòng của mình, đóng một phim sống vào cuộc trốn chạy theo kiểu riêng của mình, hoàn toàn thoải mái và hào hứng. Tôi chui vào đám rừng mía dày đặc, nằm xuống lười biếng nhàn nhã, cắn từng khúc mía ngọt ngào. Take it easy man, tôi lẩm bẩm một mình. Tôi nghỉ dưỡng sức và nghe ngóng tình hình. Bỗng có tiếng gọi nhỏ, vừa khẩn trương vừa thân thiết. Anh phi công ơi, anh mới ạ. Đây đâu rồi? Tôi lén lén và nhẹ nhàng bỏ sâu vào phía trong rủa thầm bố mày. Bao nhiêu năm xông pha lửa đạn, ông kinh nghiệm đầy mình. Ông đâu phải con nít mà mày dụ theo kiểu đó. Tôi sẽ ngừng lại tại nơi đây. Quý vị lần tới. Kính chào.